cập nhật tình hình thời tiết Hà Nội ngày mùng 2. Trời vẫn nắng đẹp và hình như trộm vía là không tắc đường như ngày hôm qua. Hôm nay thì đã có thêm một thành viên nữa gia nhập vào đội hình du xuân. Xin chào mẹ. Hôm qua con mặc áo dài vàng thì hôm nay lại đến lượt mẹ mặc áo dài vàng. Dài màu vàng. Áo dài màu vàng. Chưa giàu đến mức mặc áo dắt vàng. Đại ca hôm nay chị đi hộ tống rồi, không diện áo dài nữa rồi. Quay cảnh đường phố xíu nha. Từ nãy mình đi chưa gặp đèn đỏ. Thế à? Quang đèn xanh. Thế như nó là cái quy luật đấy, nếu đã gặp đèn xanh là chỉ mãi gặp đèn xanh. Và ngược lại, nếu đã gặp đèn đỏ là chỉ có gặp đèn đỏ. Con nghe nói là Bắc Kinh sau năm ngoái đứng thứ nhất thế giới về ô nhiễm môi trường thì đã cho trồng một loạt cây xanh. Và năm nay thì Bắc Kinh đã ra khỏi top 10 về ô nhiễm. Hà Nội lên số 1 rồi bố ạ. Vâng, Hà Nội và cái đã... con không nhớ số 2, số 3 là gì, nhưng Bắc Kinh đã không còn nằm trong top 10 luôn rồi. Trong khi năm ngoái thì tranh nhau số 1, số 2 với mình. Cho nên năm nay chỉ mong là Hà Nội có thêm nhiều cây xanh. Nhiều người đạp vịt nhỉ. Ừ, nắng lên cho trẻ con. Nếu trẻ con đi chơi thì trẻ con cho. Dù là Tết nhưng mà cứ cái tuyến đường nào có nhiều chùa với phủ là lại đông như này. Mẹ ơi, khi đi chùa hay đi phủ thì mẹ hay cầu nguyện cái gì? Sức khỏe thế thôi. Ừ. Bố. Ừ, sức khỏe bình an. Ừ. Con đợt này hay cầu bình an và sáng suốt. Sáng nay con đọc được một trang sách, họ cũng nói về chuyện cầu nguyện ấy, là cầu sáng suốt để phân biệt được điều gì có thể thay đổi và điều gì không thể thay đổi, thì mình tập trung thay đổi những cái mà mình có thể làm trong khả năng, và những cái mà mình không thể thay đổi thì mình không bị bận tâm nữa. Ờ, nghe nó sáng suốt nhỉ. Kể cả cái lời cầu nguyện thì cũng cần phải hiểu biết ấy. Phải biết chứ. Phật là nghèo khổ nhất. Phật không có nhà, không có cửa, không có đất, không có đai, không có tiền, không có bạc gì hết. Nhưng Phật, mà Phật đắc đạo là vì Phật muốn cứu khổ mọi người. Mà cứu khổ mọi người làm gì? Là làm cho mọi người sáng suốt ra, nhận ra trong nhận ra cái đời. Khổ nhận ra cái diệt khổ cái mình. Khổ đấy, cho nên là chúng ta cần phải có cái sự sáng suốt, bày cho mình con đường để tìm ra sự sáng suốt thôi. Với cả những cái đấy thì con không phải là đến chùa con mới cầu ấy, mình hay kiểu tự nhẩm ấy, tự nghiệm ấy. À, thích nhất là đi những cái ngày mà vắng người để còn vãn cảnh, cảm nhận cái không khí ấy, bình an. Cho nên cầu an là phổ quát nhất. À. Bởi vì khi người ta an thì người ta mới sáng suốt được. Cuộc sống phải an, còn cuộc sống mà bất an thì luôn luôn lo lắng thì không thể sáng suốt được. Yeah. Giống như mình lái xe trên đường phải bình tĩnh, còn mình bất bình tĩnh thì lái xe nó sẽ gây ra chuyện nọ chuyện kia. Cũng lâu lắm rồi không được lên phủ Tây Hồ. Phủ thì lại là thơ mẫu. Dạ. Chiều tầm 3 giờ chiều thì là bắt đầu anh chiếu xiên được. Chiếu xiên. Hà Nội có hai khu vực mình thích nhất, đó là khu vực Hồ Gươm và khu vực Hồ Tây. Tôi thích hôn đấy. Ừ nhở, sao mình lại thích dại thế nhở? Mà nếu mà kiểu... có thích thêm thì thêm một tí nữa ở chỗ quảng trường Ba Đình. Thôi quảng trường Ba Đình thì mình... cái không khí đấy nó hơi lạnh. Cái chỗ đấy nó hơi lạnh. Không chơi được. Đấy, này nắng lấp la lấp lánh này, thích chưa? Cứ ở gần hồ hoặc là gần công viên là tuyệt vời nhất nha. Thank you.
Những ngày này kiểu như là đi ngắm người vậy. Mày đuổi theo đi. Và để câu phải cảm giác với mọi số lượng dịch bệnh trong tình hình hiện nay. Ra xin đồ ăn kìa, chưa kìa. Đấy, con làm thủ tôm không? Thế thôi đi ra đây để còn là lễ công cộng. Mất hơn một tiếng đi từ phủ mới ra được đường Thanh Niên. Và con bắt đầu suy nghĩ là năm sau có thể con sẽ không đi nữa. Sau 2 ngày lê lết quá nhiều ngoài đường, như kiểu là để đại ca luyện chân phanh ấy, thì con quyết định là năm sau nếu mà có đi thì đi sáng sớm. Luyện cổ chân. Quá trời rồi Hà Nội ơi. Ok, dân giàu nước mạnh, mọi người mua ô tô nhiều hơn, ra đường vào Tết toàn ô tô nên là tắc. Trong cái buồn thì cũng có cái vui đấy, vui cho cảnh đất nước mình đang giàu mạnh.